cho cái chương trình Đi Đường Ẩm Thực. Mình có nghe nhắc tới cái món này. Ủa mấy đứa ngồi đâu vậy? Diêm Tú Tắc. Ồ, hôm nay ngồi chơi sang dữ vậy trời. Chào. Chào quý vị khán giả. Trời ơi, thiệt luôn hả? Hôm nay vụ gì chơi sang vậy? Ăn Halloween. Trời trời, ăn Halloween mà chơi sang vậy luôn hả? Ai trả tiền? Ồ, được, được, sang ha, tôi tự hùng tiền trả nha, nói trước rồi nha. Anh không có nhu cầu nha. Rồi khách sạn này, chỗ này đẹp quá. Ồ, ồ. Đó, rồi, vô trong hả, phòng mấy? Phòng mấy? Phòng mấy, phòng VIP 2 hả? Ờ, ok, ok, rồi, rồi, để anh vô phòng VIP 2, ok. Ồ, hồ cá quá bự luôn. Cá mặt quỷ nè, đúng không? Cá này cá mặt quỷ đúng luôn. Cá này cái mặt nó xấu xấu nhưng mà nó ăn ngon lắm nha, mà nó rất là đắt tiền. Còn con cá đỏ đỏ là cái gì ta, đẹp quá vậy. Wow. Ủa đâu? Trời ơi, nó ngang. Ồ, đông ghê nha. Ủa, nó đâu phải phòng VIP. VIP 2 trong đây hả? Rồi, ở đây VIP 1. VIP 2. Ồ, VIP 2 đây hả? Rồi, ok, ok, rồi, rồi. Trời ơi. Ồ, vô hoành tráng như bay. Trời ơi, nay trúng bánh hay gì mà ăn chơi sang dữ vậy? Ơ! À, dạ. Khoan. Sao anh? Dừng tay lại. Em đang làm gì vậy? Dạ, em lót dịch phục vụ anh chị. Trời ơi, phục vụ gì? Thầy nó chưa tới mà em lo phục vụ nó chết. Trời ơi. Dạ, cái ủa? Này đợi anh luôn. Trời ơi, con dịch gì dạ. Mà nó nhìn giống giống heo sữa vậy? Dạ, cái này là dịch quay Bắc Kinh anh. À, mình dịch sẽ ăn, cách ăn là mình sẽ lót da. Rồi mình cuốn với bánh tráng với mấy cái leo rồi. Không, không dạ. Thì đó, nói đó là cách ăn thì anh biết thôi nhưng mà dạ. Con vịt này bự dữ ra. Ôi, ôi. Bên trong nó có gì không? À, không hả? Ồ, ồ, lóc da hả? Rồi, thôi giờ em làm đi. Dạ. Nãy giờ ăn mấy món rồi? Dạ. Giờ cũng cỡ 4-5 món. Trời ơi. Trời ơi, mình đi họp mình tụi nó ra nó ngồi trước. May quá tụi đến cuối cùng vẫn còn cái món mà xuất sắc. Cái món này là cái món tôi ghiền đây nè. Hỏi. Ồ, vịt không có miếng mỡ nữa ta. Bên này là gọi là vịt quay Bắc Kinh đúng không? Dạ. Theo kiểu Bắc Kinh đúng không? Dạ. Peking, Peking duck. Dạ, bên Diêm Tú Tắc mình sẽ lóc một lớp thịt cho khách lưu hàng cuốn trong cái bánh tráng luôn. Ủa em, với nhà hàng Diêm Tú Tắc mình anh nghe tiếng lâu rồi, của ai vậy? Của ở Việt Nam mình hay là ở nước ngoài? Dạ, Việt Nam mình anh. Chủ Việt Nam hả? Dạ. Chủ là Việt Nam. Dạ, người Việt gốc Hoa. Ồ. Nãy anh đi vô anh nghe cái cô, có mấy cô nói tiếng Anh. Dạ, cái đó là một cô quản lý. Ồ. Quản lý người nước ngoài luôn. Dạ. Ồ, dữ vậy hả? Ngoài ngoài chi nhánh ở Tân Sơn Nhất này, ở khách sạn Tân Sơn Nhất này còn đâu nữa? Dạ, mình còn 3 căn nữa anh. Một căn mình ở Đông Du anh, quận Nhất. Ừ. Và một căn mình ở quận 5, mà mình trường Trụng Đạo. Còn một căn nữa mình nằm ngay đường Lê Hồng Phong anh. Ừ. Dạ, sắp tới mình cũng có mở hai chi nhánh thêm là một cái ở bên quận 7 và một cái ở trong Sài Gòn Center quận Nhất. Ừ. Ừ, tự nhiên vô đây tụi nó im lặng một cách đáng sợ người ta. Nãy vô bước vô nghe vô khí thế lắm. Chị đem coi giờ. Dạ tại ăn cũng 4-5 món rồi nên hơi nâu. Trời ơi, tàn nhẫn rồi nó còn nói vậy nữa chứ.
Wow. Cái này là của với lại cái này là họ gọi là bà pancake đó đúng không, bánh bánh xèo mình đó, họ gọi là pancake nhưng mà không phải giống bánh xèo mình nha bà con. Chắc là mọi người cũng đã từng thấy mình review cái món này rồi, nhưng mà là mình là vịt chiên xù, còn đây là vịt quay Bắc Kinh. Là em cuốn sẵn hết vậy luôn hả? Dạ. Chứ không có để khách tự cuốn hả? Dạ, khách có yêu cầu thì khách sẽ tự cuốn anh. Em sẽ phục vụ cho khách là sẽ cuốn luôn cho khách. Ừ. Dạ. Mình thấy có bên đông quá không? Ớt tây hả? Dạ, cái đó ớt chuông. Ớt chuông rồi hành, hành ba rô, hành lá. Hành ba rô, hành lá, dưa leo. Thôi chắc ăn no, thôi khỏi ăn món này nha. Dạ. Dạ. Nói thiệt ra một con này là ăn 8 người là đủ rồi đó. Rồi, nó kêu 4-5 món luôn, quá trời. Nói gì chứ ở đây biết biết cái món ở đây mà một cái món signature mà phải ăn là món gì biết không? Dạ. Đố Cương nói được. Dạ đi xem. Xem. Há cảo. Ố, há cảo. Há cảo tôm tươi, nãy có gọi chưa? Dạ có. Dạ có. Ăn hết chưa? Dạ, ăn đâu dạ, còn chưa ăn cục vậy. Ôi ôi. Việt Nam luôn á. Không phải, chưa ăn cục để chú ăn nha. Đứa nào đụng tới cục đó là phải bước qua xác chết ra đó. Còn không thì gọi thêm một phần nữa. Dạ. Hát cảo tôm tươi. Một con vịt vậy thường mình cuốn nó được bao nhiêu cuốn nhờ? Khoảng tầm 16 cuốn hả? 16 cuốn hả? Nãy giờ mới được có 5 cuốn à, tôi còn 10 cuốn nữa. Oh wow. Đứng nhìn không thấy thấy đủ ngon à. Có khi khỏi ăn luôn. Ở đây có bao nhiêu phòng phòng VIP anh? Dạ, tạm thời là mình sẽ có 3 phòng anh. Ồ. Sắp tới là mình mở rộng thêm cái bên nữa là mình sẽ thêm 4 phòng VIP nữa. Ừ. Còn cái khu sảnh chung này anh thấy đông quá trời luôn á. Dạ, sảnh chung thì mình ngồi được khoảng 10 mấy bàn, tới 20 bàn. Ừ. Một con thì bao nhiêu tiền? Dạ, một con vịt thì bao gồm hai món là 680 anh. Ừ, cũng được quá ha, đâu có đắt đâu. Con vịt to đùng luôn. Con... À, hai món là món này với món gì nữa? Dạ, mình có order là cái thịt vịt bằm gói salad anh. Ồ, thịt vịt bằm gói salad. Dạ. Là cái này đem ra bằm á hả? Dạ, cái thịt vịt này sẽ lóc ra. Ừ. Sau khi vịt ra, thịt ra, cái mình xài với hạt sừng tử để mình gói salad. Ồ. Đã được nửa đường. 9 cuốn. Còn 7 cuốn nữa. Các cháu ơi, cố gắng chờ nhé. Bà Tân sẽ mang đến đây này. Hôm nay bà sẽ làm món vịt quay siêu to khổng lồ. Gói cái đó mình có cần phải chú ý gì không chị?
gói cái này thì mình chỉ cần quay cái hình cái gia vịt lên cho khách hàng thôi, tại vì cái này mình chỉ chấm một ít tương, khách nếu mà cần dùng thêm thì sẽ chấm thêm. À đúng rồi, quấy là cuốn làm sao để thấy được cái da con vịt thì nó mới hấp dẫn. Còn mình cuốn là mình thấy cái bánh không à. Cái bánh này cái tên tiếng Anh nó là pancake á. Nhưng mà nó không có giống cái pancake bánh xèo của mình đâu nha. Nãy em gọi là gì, bánh pía hả? Dạ bánh pía, cái này nó nguội, nó giữ phòng mình, nó không được. Ồ bánh pía. Ồ, cái này lại có cái từ gọi là bánh pía ta, lạ ta. Bánh pía thì sao? Sắp được ăn rồi. Cương nó vỗ tay luôn. Còn có hai cuốn nữa thôi, từ từ. Dạ. Làm quá người ta cười. Cái này. Ghê ha, nay ăn Halloween, không đi không lo quá trang. Dạ. Phải trang là lấy mặt mộc. Ví dụ mày biết đứa, hôm nay sinh nhật đứa nào mà ngay ngày Halloween vậy? 31 tháng 10 à? Năm đẻ hai lần. Về nhân dịp Halloween nên đi ăn. Đúng, thay vì lấy tiền nó đi quá trang thì lấy tiền nó đi ăn. Rồi, đã xong. Ok. Rồi, chút xíu còn cái món này cũng gì bầm nãy em nói anh quên rồi. Cái thịt vịt bầm gói salad anh. Thịt vịt bầm gói salad rồi để. Rồi, rồi để cô mang vào, chị mang vào. Hoàng quay coi như là lóc da hết rồi. Em nó trần truồng hết trơn. Vậy là em sẽ không bị nhiễm được cái bánh. Rồi, cảm ơn em nha. Vậy là hết biểu diễn được rồi. Hết biểu diễn được rồi. Rồi, thôi giờ xích đu đi. Đó. Làm nhanh một cái xong rồi cho Hoàng nó ăn nữa. Sao quá không Hoàng? Ở đây đó, ở đây nè, em ngồi đây được. Yeah. Anh sẽ ngồi nghiêng nghiêng cái cương ở đây nè. Em ngồi đây nè. Đấy. Ai da da da. Ở đây có một cái món mà nếu các bạn không ăn là các bạn sẽ mất 1/3 cuộc đời. May quá tụi nó ăn theo kiểu Việt Nam nên nó chừa được một cục cuối nên tôi mới có cơ hội. Cái này bữa mình coi trên chương trình Thiên Đường. Ủa, phải không? Thì được ẩm thực đúng không? Thật ra thì chương trình khi mà mình phát cái này lên thì chương trình Thiên Đường ẩm thực có khi cũng chưa tới tập này đâu. Tại vì hôm bữa mình đọc voice over cho cái chương trình Thiên Đường ẩm thực. Mình có nghe mà nhắc tới cái món này. Mình tưởng tượng, mình đọc. Mình tưởng tượng cái cục này mình cắn vô cái miếng tôm nó sực. Giờ mình thử coi có đúng nha không nha. Mình tưởng tượng. Giống y như lúc mình đang đứng trong phòng đọc. Mình tưởng tượng hình dung ra cái há cảo. Cái bột nó trong veo. Tôm tươi, há cảo tôm tươi. Hồi nãy con ăn rồi nhưng mà về chú tả con vẫn còn thèm. Thôi con. Thì mình có tiền mình gọi đi con. Nó sao đâu? Con nghe con gọi tiếp. Gọi đi xong mấy đứa kia nó chửi kìa. Ăn mà chảy nước mắt luôn, sung sướng. Tại vì mình nghĩ có những thứ mà lúc mình nghĩ tới nó, mơ tới nó thì những cái ngày nào đó thành sự thật. Ăn thử cái này á, này không được. Dạ cái này cơ. Là xíu mại. Ủa? Này phải xíu mại. Đúng rồi, xíu mại. Rồi, thôi nói gì thì nói, phải qua đây. Ừ.
Riêng tớ là phải xài cái này. Chén tương ở đâu ta? Dạ chén tương trên này. Chắc phải đổ ra cái chén chấm luôn chung được không? Hoặc ăn chung đi, Việt dạ, Nam mình chấm dạ. chung đi nha. Sợ quá em. Sợ một số anti fan này lại chạy vô nói nguyên cái đám này thầy trò ăn uống mất vệ sinh, ăn chung bệnh truyền nhiễm. Các bạn nữ hả? Trời thịt da nó thơm dữ trời, giòn nữa. Ôi bàn tròn nữa, hơi khó quay. Cái gì vậy? Giữ tự trọng nha. Hai đứa này. Dạ, mời hãy yến. Ờ, nước chấm đây nè mọi người. Chấm nước tương ngon mà. Cái tương nó rất là đặc biệt. Dạ. Cái gọi khiêm tốn của người ta. Cái đó thôi hả? Dạ không, tại bốn món ăn trước dẹp xuống rồi còn đi đây với mày. Trời ơi. Bốn món ăn cái gì vậy? Dạ. Bốn món hồi nãy ăn tôm. Khó nói luôn hả? Dạ ăn tôm, tôm càng xanh với là sốt trứng muối. Trời ơi. Có món đó nữa. Dạ, mỗi đứa một con. Trời ơi. Ồ. Rồi vậy hết mẹ tiền rồi. Dạ nghe đồ hôm nay hãy yếm trứng số. Làm miếng này, như miếng xào cua nè, phải không? Dạ đúng rồi chú. Ngon quá. Thôi, mình ăn miếng thôi. Mình ăn miếng xào thôi, còn cua để các em nó ăn. Kinh tốn vậy thôi. Đó. Cô ăn đi luôn. Dạ. Cô ăn review đi. Dạ con đang ăn. À, cứ ăn. Cái heo ý cái vịt quay này ngon. Dạ chú ăn thôi. Thôi. Chú chờ cái món kia nữa, nghe cái món gì này. Vịt bằm cuốn gì đó. Dạ cuốn salad. Vịt bằm cuốn salad có vẻ ngon. Làm mấy đứa ăn cua đi, ăn cua đi. Mình chỉ ăn miếng thôi. Dạ. Cua lòng. Ngon cua này trời ơi, mà nó tươi, cua nó tươi rói luôn nè. Ủa, cua này là cua lông Thượng Hải hả? Cua lông hả? Dạ. Miếng xào cua lông Thượng Hải. Ôi mẹ ơi. Miếng xào cua lông Thượng Hải. Thôi nhường cho em Út nó ăn đi chứ mình ăn là mình là gian miếng thôi. Miếng ngon quá. Ây da. Miếng xào cua lông mà mình nhường tụi nó ăn cua lông cho nên chỉ còn miếng xào lông. Cua miếng xào lông. Rớt mất chữ cua rồi. Dạ. Miếng xào lông Thượng Hải. Không biết miếng xào lông Thượng Hải. Ôi cái này mà dừng tích chắc mắc cười lắm luôn á. Bột nhiều quá. Tối ăn bột nhiều quá chậu quá. Dạ, da bộ gấp mình không ăn với con nghe. Ăn đây, rồi. Trời, chưa anh Hoàng nữa. Anh Hoàng đang cầm mấy không? Giả mang quá. Ồ, à cái món nãy đó hả?
Yeah. Vô 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 vô. Thôi nó đùa chứ mình ăn lẹ chạy về cũng phải đi lễ hội hóa trang rồi với con gái chứ không là chết. Dạ, cái này là thịt vịt bầm có salad. Ồ, thịt vịt bầm để riêng ra vậy hả? Dạ. Giờ sẽ dùng salad mình lón. Ồ. Mình có thêm một chén tương, cái này mình có cần thì mình lấy thêm để cái tương nó giống cái tương nãy không em? Tương vịt của nãy luôn anh. Ồ. Dạ, bữa nay bên nhà hàng em có tặng cái món tráng miệng mừng lễ Halloween, em sẽ đem ra mời anh chị luôn. Ồ, dạ rồi rồi. Em cho anh lên luôn sớm nha. Dạ. Ừ. Em cảm ơn chị. Này mấy đứa em Út nó mời mình không đi nó buồn. Đó, mà đi thì về là coi như tối nay là bầm mình. Bầm không phải bầm gì mà tụi nó đay nghiến mình, hai đứa con gái mình. Lúc nào ba cũng công việc không có lo gì hết, không có khổ lắm ai ơi, đâu có ai hiểu. Thứ nhất là em Út nó nói là mình có cái món, có cái quán này rất là hay, Diêm Tú Tắc. Có mấy cái món mà bữa tụi con đi quay Thiên Đường Ẩm Thực, thích quá. Nên nó dắt chú đi ăn, chú review quán này hay lắm chú ơi. Đó, mấy đứa em đệ tử vậy nên phải đi. Thứ nhất là nói thật sự, mình cũng nói thiệt là mình cũng rất ham ăn nữa. Nghe đâu có đồ ăn ngon là khoái. Chứ là bữa đọc Thiên Đường Ẩm Thực cũng chịu không nổi. Cái này nó có gạo rang hình như vậy, thử được không? Không, dạ. Cảm giác có được gạo rang. Lần đầu tiên ăn món này luôn á. Không có hạt gạo rang này đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, có gạo rang này. Đây, hạt gạo. Chẳng giấu gì quý vị các bạn, hôm nay đầu tư âm thanh dữ lắm luôn. Đây, đâm lũng cái bàn người ta luôn để đặt cái micro để cho âm thanh cho nó hấp dẫn đó, để phục vụ quý khán giả đó. Giấu xuống, bà làm vô kìa. Oh, wow. Phải nói là Diêm Tú Tắc là nói về service là quá dữ. Ôi con mắt. Halloween là bên tụi em có chuẩn bị cái tráng miệng đặc biệt cho khách. Này giống như rau câu mà có kem nữa hả? Dạ, dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Rau câu đá bào với lại cái kia là strawberry. Ồ, hơi bị độc nhé. Ôi. Rồi, mình vẫn phải làm một muỗng này. Nãy cái thịt vịt người ta lóc ra nè, xong ta bầm, người ta xào, giống như là xào, giống như chiên vậy đó, giống như chiên với cơm rang á. Cơm rang vịt bầm, đặt cho tên cái món này luôn. Cơm rang vịt bầm. Bảo đảm món này bọn đào siêu khoái luôn, ăn thử luôn. Dạ. Cơm chiên. Nói về cơm chiên là món ruột của bạn nào? Một cách ăn khác. Múc muỗng cơm bỏ miệng xong bỏ này vô ăn. Hoặc là bạn có thể cuốn. Có thể để này lên cuốn cũng được. Hoặc là ăn kiểu này. Ngon lắm, cơm rất ngon. Cái clip này đầu tư âm thanh dữ quá. Rồi, thôi mình cũng phải thử cái này chút xíu nha. Nước trà này trà gì ngon lắm. Nó giống như hồng trà hả? Nó có một loại hồng trà chanh á. Ừ. Hồng trà gì? Hồng trà chanh.
chăm hay chăm? Chăm. Đây các bạn ơi, các bạn xem này. Đó, có một miếng lát chanh. Bên dưới này là đá, đá bào. Trên này là con mắt. Halloween, tôi sợ quá. Sợ quá tôi hả họng, tôi đút hết nguyên con vô luôn nha. Anh đi, ngon lắm á. Ngon luôn. Nó lạnh dã man luôn. Tôi phải ăn nguyên con luôn. Tại là cầm nguyên con. Đúng rồi. Miệng nhỏ xíu à. Lạnh răng thấy bà luôn, không? Dạ. Yến ngại quá. Nhưng mà bỏ vô vậy ăn mới ngậm mới đã. Nuốt nguyên con mắt. Đây là cái Halloween lớn nhất, đáng nhớ nhất trong 50 năm cuộc đời của tôi, đó là nuốt nguyên một con mắt. Con mắt mà màu strawberry, màu dâu. Không, công nhận ở đây service tốt ha. Phục vụ rất là good luôn á. Do kiểu như là lúc nào cũng theo mình hết. Ừ. Hỏi là có cần hỗ trợ gì. Ừ, đúng rồi, đúng. Đúng. Tâm tình chu đáo. Good. Một địa chỉ mời các bạn đến Diêm Tư Tắc. Ở đây là nhà hàng Tân Sơn, nó nằm trong cái khuôn viên của khách sạn Tân Sơn Nhất. Trên đường Nguyễn Văn Thụ, à, trên đường Hoàng Văn Thụ, số 200 lẻ mấy mình quên. Dạ, 202A. Không? Dạ. 202A Hoàng Văn Thụ, trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất. Phường 9, quận Phú. Nằm bên tay phải, mọi người sẽ nhìn thấy có một cái khách sạn, đây là khách sạn Tân Sơn Nhất, cái này nằm ở tầng 2. Rất là dễ tìm. Những ai mê món ăn của người Hoa, mê món Hoa, thì nên đến đây ăn thử một lần. Vịt quay Bắc Kinh. Very good. Và đặc biệt riêng cái món vịt này, đây là cái lần đầu tiên mình thử cái món vịt bằm, cơm rang vịt bằm, cuốn cải. Sáu món sáu chữ. Siêu ngon. Thôi trước khi kết thúc cũng ráng làm miếng nữa. Ngon quá mà. Quá. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn nha. Rồi, cảm ơn bà Tinh, cảm ơn cá sấu nhé. Cảm ơn cá sấu là siêu đãi bà Tinh chậu này nhé.